Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và đây là video thứ hai. Video thứ nhất là em đã đi bộ bên phía đài kênh. Và video thứ hai là bây giờ em sẽ đi bộ bên phía chợ lớn nha anh chị. Mình đi vào những căn nhà đang còn sót lại bên phía chợ lớn ha. Và đây đây chính là cái đoạn mà người ta đang thi công dòng kênh. Kênh Hồng Vàng. Đây. Cái đoạn này là người ta đang thi công nè anh chị, hút nước lên hết để thi công cái đoạn này ha. Rồi, bây giờ thì mời anh chị cùng đi với em về những căn nhà còn lại bên phía kia dòng kênh, là tức là bên phía chợ lớn anh chị nha. Bây giờ là tầm 12 giờ rồi anh chị. Công nhân thi công công trường thì họ đã nghỉ trưa. Em thì rất là đói bụng luôn, nhưng mà còn cố gắng đi khoảng 25 phút nữa là nghỉ trưa ăn cơm. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua những dãy nhà còn lại của dòng kênh. Những dãy nhà còn lại mà chưa bị đập anh chị. Đây là đường Phạm Đình Hổ. Phạm Đình Hổ. Sau này thì em nghe nói rằng dòng kênh sẽ được thi công qua bên kia luôn. Thì không biết có phải không, anh chị comment giúp em nha. Cái con kênh Hồng Bàng sẽ được thi công qua bên kia luôn, chạy ra kênh Lầu Gốm luôn. Đây là con đường Phạm Đình Hổ nha anh chị. Đây là phía trong công trường. Trời sắp mưa rồi anh chị ơi, tranh thủ trời sắp mưa rồi. Ok, đây là con đường gì đây nè, con đường Phạm Phan Văn Khỏe. Đi vào đoạn này thì cẩn thận, bởi vì mấy bạn chạy xe giao hàng, bạn chạy rất là cẩu thả. Đây là bên phía chợ lớn nha anh chị. Con đường Nguyễn Xuân Phụng và con đường Phan Văn Khỏe. Và bên đây là công trình thi công dòng kênh Hồng Bàng. Bây giờ mình cùng đi vào những căn nhà trước mặt là cái khu mà sẽ bị giải tỏa trong tương lai nha. Ok, đây là những căn nhà còn lại. Sau này cái dãy này bị đi hết luôn anh chị. Hai dãy này và dãy này đều là sẽ bị giải tỏa hết ha. Dãy này luôn nè. Dãy đây và dãy trong này luôn. Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 10.
đây có những căn nhà đập và đi rồi làm gì, họ đi rồi rác không à. Sao đây anh chị? Sao đây những dãy nhà này đi hết luôn anh chị? Phía sau đây toàn rác không anh chị ơi, toàn phía sau đây một số căn nhà bà con mình chuyển đi rồi đó, và cũng đã đập bỏ luôn rồi. Còn cây cối và một số đống đổ nát thôi. Và sau này tắt bộ tắt những căn nhà này cũng đi luôn. Đường Phan Văn Khỏe. Đang có một số căn nhà đi rồi nè anh chị. Ồ, những căn nhà đây công nhận dài, rất là dài luôn. Ở đây có một số căn nhà là họ chuyển đi rồi nha. Họ chuyển đi rồi. Ồ, phải nói những căn nhà đây dài lắm luôn anh chị. Phải 25 tới 30 mét đó. 25 mét. Đây là những... Đây một số căn nhà họ đã chuyển đi rồi anh chị ơi, đây nè. Cưỡng chế anh chị, đây là cưỡng chế bắt buộc nè. Ở đây cưỡng chế bắt buộc anh chị ơi, ví dụ nè. Cưỡng chế thu hồi đất. Cưỡng chế thu hồi đất anh chị nè. Thời gian thực hiện 16 tháng 4. Nội dung cưỡng chế buộc người bị cưỡng chế
và những người có liên quan phải rời khỏi khu nhà cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất. Nếu không thực hiện trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản vật dụng thì ban thực hiện sẽ đưa tài sản tới số 19 đường Hậu Giang, phường 2, quận 6 sẽ tạm quản lý ở đó. Mọi thiệt hại hư hãn tài sản do người bị cưỡng chế tự chịu. Trường hợp người bị cưỡng chế không có nơi khác để đi thì liên hệ với ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6. À, ở đây có một cái căn hộ là B22 lầu 3 chung cư Bà Hôm, phường 3, quận 6 để ở tạm anh chị. Và những căn nhà bị cưỡng chế đi nè. Đây đường cùng nè anh chị ơi, khu này đường cùng nè. Đây là những căn nhà bị cưỡng chế đi anh chị. Đây những căn nhà tạm tôn không anh chị này. À trời sắp mưa rồi anh chị ơi, trời sắp mưa rồi. Sau như là dãy này bị hết gì ha. Cái dãy này sau này bị hết luôn nha.
Em nghĩ rằng là cái đoạn này thuộc giai đoạn 1 anh chị ha. Cái đoạn này thuộc giai đoạn 1 nè. Đó. Và bây giờ mình lên một số căn nhà trên đây nữa anh chị. Không người ở nữa chị, đóng cửa rồi. Đây thì chỉ là những căn nhà tạm thôi chị ha. Bởi vì khu này khu quy hoạch cho nên cũng không ai làm nhà gì ở đây cả. Căn này là họ giờ đi hết luôn rồi anh chị nè. Không, mấy căn này họ giờ đi hết và họ đang gỡ dần mái tôn ra rồi. Đây chỉ còn cái xét nhà thôi. May quá chỉ còn vài căn nhà nữa là mình đã đi xong rồi anh chị. Ồ, những căn nhà này công nhận dài nè anh chị. Ồ, những căn nhà này công nhận dài, rất là dài luôn. Như vậy là xong rồi anh chị nè.
coi như mình đi tới chợ đây là đi tới chợ Kim Biên luôn rồi. Đó, cái đoạn này là chợ Kim Biên nè. Rồi, xong rồi, em xin được ngưng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy là trời mưa, em cũng cố gắng đi lại được hết cái con đường này. Rồi, như vậy là đi hết rồi anh chị. Ra tới cái đoạn bắt đầu của bờ kênh Hồng Bàng rồi nè. Rồi, tới đây là tới đoạn bắt đầu kênh Hồng Bàng rồi. Có như những cái đoạn mình đi nãy giờ là những cái đoạn sẽ giải tỏa hết anh chị ha. Đó, cái đoạn này sẽ giải tỏa hết luôn nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Em xin được kết thúc video tại đây anh chị ơi. Đây là phía cận cảnh của dòng kênh, nó đang bị tắc nghẽn cái đoạn này anh chị thấy không? Rác không là rác đó anh chị. Và bên ngoài kia chính là kênh Tàu Hủ, con đường Võ Văn Kiệt. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị nha.